Ơ cho. Ồ, 2-2-1 cũng được. Anh cũng rất chào em. Rồi ôi, bàn mật thế này thì... À, xem không đứng, xem không like mới lạ. Bàn bật quá đẹp. Đúng rồi. Vì bạn đá hay, đéo bằng may mắn. Thôi, chiến đi. Ủa ơi, Mane đỏ. Wow. Now Fekir. Chết rồi. Fekir. Now with Benzema. Is it going to chết rồi. Benzema. Easy boy. And now Rashford. Hay quá. Thiều. Mane. Ô kìa, gã giả vờ thì bên thề. Ôi ba cái biểu. Sau rồi, sau rồi, sau rồi. Em ơi. Went in strongly, decisively. Conte. It might be. What? And there it is. The... Chết nhá. Frantic action. Đều. Can they take advantage? Đường truyền phản công khá tốt của Gabriel Jesus. Well, no stopping him. Ôi, sót đôi. Cũng phải có một. Chết này. Của thằng Keylor Navas đã chạm vào bóng rồi. Chết. Gabriel Jesus. Oh, denied by the post. Foden. And intercepted it. Không biết, chắc chắn. Right idea with that pass. Chắc chắn luôn. 1-0. Superb defensive judgment to end the attack. Cái thằng Pogba nó cứ đứng nó nhìn. Oh, but the keeper with an... Hết rồi. Foden. But he could run onto it here. Ui. Hai một. Gabriel. Gabriel. A một. Yêu mến. Come on. Let's go. This looks promising out wide. Sút nào. Son Heung-min. Oh, really close with that effort. Ôi, Son Heung-min. Bên trong đó là Gabriel. Trời ơi, tại sao lại cắt bên đây làm cái gì? Chạy ra cột xa đi, chứ cột xa đi. Tôi đã xét cho nó là cột xa rồi, mà chạy cột cắt nó đi. Ui, tôi tưởng thằng Alisson của tôi nó đổ người sai trong tình huống đấy cơ. Đá cái gì nữa bạn ơi? Đúng giờ đi, 3 rồi. À, hết lẹ giờ rồi, hết giờ rồi, hết giờ rồi. Có cái thẻ Zambure khi mà tôi thắng được 50 game cũng cham rồi. Sẽ mở cho anh em xem. Ui dồi ôi, mấy ông ơi, mấy ông che cái góc đấy vào hộ tôi cái. Benzema. Đây rồi. Bernardo Silva.
¡Equia! Đây rồi, trời ơi, bước kia đường chuyển kia. Gabien! Some of their passing movements have been a joy to watch, and I don't think anything's going to change that. Gabien! Vẫn là Gabien! Benzema. Cứ cản đấy nhở. Son. Chết này. Được không? Ây da. Mẹ chơi quả chiến thuật hay nhở. Chạy thôi. Chết rồi còn gì nữa. Từ từ đã. Đến ngay. Đã thua. Trời ơi, thua thì đánh cầm được đạp. Cái gì đây? Phạm lỗi cái gì đây? Thôi tôi cứ dê nhá. Dê này. Dê này. Hay dài hay. Ôi. Ok, đổi bóng. Hạ y hơn hẳn luôn. Hay quá, Theo. Neymar. One for them to pursue. And a goal! They've had it! And the penalty has been given. À, chướn một cái gì luôn. Trời ơi, mà mới thắng nhiều quá sao. Mới có thắng 4 game mà. But for me, it's not a yellow card. The ref has got that right. And the spot kick is good. Let's see if it helps the opposition. Quick thinking to dispossess his opponents. Oh my God. And there.